Trong ngày Hằng Du Mục chính thức ra tòa giải quyết hôn nhân với chồng Tôn Bằng, netizen xứ Trung cũng đang đổ dồn mọi sự quan tâm, hóng từng giây phút về kết quả phiên tòa. Một TikToker còn lên tiếng sẽ ra tòa hỗ trợ vấn đề pháp lý cho Hằng Du Mục. Cả cộng đồng mạng Việt và Trung đều đang đồng loạt hướng về phiên tòa tranh quyền nuôi con và giải quyết hôn nhân giữa TikToker Hằng Du Mục và chồng người Trung là Tôn Bằng. Sau câu chuyện rúng động Hằng Du Mục bị chồng tác động vật lý đến mức cảnh sát phải áp giải và bắt giữ, thì netizen Việt mới thật sự bàng hoàng về sự thật của cuộc hôn nhân này từ Hằng Du Mục. Ai ai cũng mong cô sớm bình yên và thoát ra được người đàn ông tệ bạc này. Không chỉ dân mạng Việt mà cả dân mạng ở đất nước tỷ dân cũng chung lòng về phe Hằng Du Mục. Ngày 20 tháng 8 cũng là ngày Hằng Du Mục ra tòa, trước đó có một TikToker người Trung đã lên tiếng sẽ đứng ra bảo vệ vấn đề pháp lý cho Hằng Du Mục. Khi phía Tôn Bằng có những động thái lam le, tự tin nắm chắc phần thắng. Cụ thể, TikToker này có tên là JJ, anh chia sẻ, dạo gần đây, vụ việc của Hằng Du Mục diễn ra ngày càng căng thẳng, ông Tôn và Hằng Du Mục sẽ ra tòa vào ngày 20. Vụ việc sẽ được xét xử tại tòa án Trung Quốc. Vậy cụ thể kết quả như thế nào, chúng ta hiện giờ vẫn chưa biết được. Dựa theo bài đăng trên mạng xã hội của Hằng Du Mục, mẹ con hiện giờ rất bình an, sau đó mình có thể thấy được vết thương của Hằng Du Mục đang dần hồi phục. Bộ Tư pháp của Trung Quốc rất nghiêm ngặt, để giảm thiểu rủi ro ông Tôn quay lại làm điều ác, mình nghĩ Hằng Du Mục phải tăng cường cảnh giác. Chú ý đến sự an toàn của bản thân, một khi phát hiện đối phương có dấu hiệu manh động nên báo công an ngay lập tức. Trung Quốc có câu tục ngữ vi mẫu tác cương, bản thân mẹ vốn dĩ là một phụ nữ yếu đuối, từ ngày làm mẹ đã không còn bản thân, con cái là hy vọng duy nhất của cô ấy. Vì con cái, Hằng Du Mục phải cố gắng lên, nếu như Hằng Du Mục đồng ý, mình cũng có thể hỗ trợ vấn đề pháp lý tại Trung Quốc. Hỗ trợ vì mình có đội ngũ pháp lý ở Trung Quốc và đội ngũ luật sư rất giỏi. Nếu như các bạn có thể liên lạc được với Hằng Du Mục, mình có thể cung cấp miễn phí những sự giúp đỡ và hỗ trợ cho việc này. Mới đây, Nguyễn Minh Hiển, em trai Hằng Du Mục đã livestream cập nhật mới nhất về chị gái và các cháu trên kênh của mình. Cụ thể, Hiển cho hay tình hình trước phiên tòa đang khá căng thẳng, đặc biệt là trong vấn đề nhận nuôi Nhất Dương và Dịch Dương cũng như sự an toàn của năm mẹ con Hằng Du Mục khi chồng cô được tại ngoại vào ngày 19 tháng 8. Mình cũng đang rất lo lắng ngày 19 này và mong đến ngày 20 ra tòa sẽ có kết quả tốt. Sức khỏe chị Hằng hiện tại vẫn ổn, chị Hằng cũng đang cố để nuôi được Dịch Dương và Nhất Dương luôn, Hiển chia sẻ. Ở thời điểm hiện tại, Hằng Du Mục đã chuyển sang nhà mới, đang được cơ quan chức năng bảo vệ. Tuy nhiên, cô cũng đề nghị luật sư yêu cầu tòa án tăng cường bảo vệ thêm cho cô và các con khi chồng cô được thả. Hiển gọi Tôn Bằng là ông ấy và không ngại nhắc đến anh rể trên livestream. Anh cho biết, phía Tôn Bằng muốn rời lịch ly hôn, kéo dài thời gian còn bên Hằng Du Mục thì ngược lại, muốn mọi chuyện giải quyết càng nhanh càng tốt. Về phía Tôn Bằng, người đàn ông này liên tục có những bài đăng dằn mặt vợ trên TikTok. Tôn Bằng kể về quá khứ của vợ, nói anh ta đã cưu mang giúp đỡ Hằng Du Mục nhưng khi nổi tiếng rồi thì cô vô ơn. Tôn Bằng luôn nghĩ mình là nạn nhân trong cuộc hôn nhân này. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ lừa dối. Tôi đã nỗ lực rất nhiều vì gia đình nhưng chẳng nhận được gì, Tôn Bằng tuyên bố trên TikTok. Cùng với đó, Tôn Bằng đăng tải ảnh mình và con chung với Hằng Du Mục.